kem trứng gà nguyên chất, không có pha gia vị cho mọi người, không có quậy chung với cái gì hết. Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã quay lại với kênh của mình. Xin mọi người hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh, nhấn vào cái chuông để cập nhật những video mới nhất. Và hôm nay mình xin mời mọi người cùng làm kem trứng. Kem trứng là làm sao? Là cái trứng làm ra cái kem, chứ không có pha nguyên liệu gì hết. Lấy một cái trứng đập ra rồi mình làm ra cái kem luôn, để cho mọi người xem, cho mấy em nhỏ của mình coi có thích hay không. Mình chờ ở đây có con nhà hoang. Rồi sao nữa? Có con mẹ nó đi vô nó ở ghê lắm. Gì hả? Căn nhà hoang đâu mà có con mèo ở thì ghê. Bên đây nè, hai căn nhà hoang luôn á. Hồi lúc mình đây mà mình không có sợ, không có cười gì trang á. Vậy hả? Không có ma. Vậy hả? À, rồi bây giờ có sợ không? Rồi ra căn nhà hoang nó có sợ không? Không, chắc cũng hai căn đi rồi, không có sợ. Vậy hả? Rồi để quay căn nhà hoang cho mọi người xem nha. Rồi nó cỡ nào mà mình ra không sợ nè nha. Y sao giống mình ghê. Đây mọi người, đi quay căn nhà hoang cho mọi người xem nè. Như Bình Giao nói, căn nhà hoang nè. Đó. Rồi đi qua từ từ. Không có té đâu, đừng có lo. Đây căn nhà hoang nè mọi người. Đó, Giao nói đây là căn nhà hoang nè, có con mèo trong này nè nghe. Đây bên đây căn nữa nè, hai căn nhà hoang. Nào đây có cái cửa nè. Đó, có con mèo vô đây nó ở nè, ghê không? Nó không có đường đi, mèo chui vô đường đó đó. Rồi bây giờ chuẩn bị dĩa với mấy chiếc đũa này làm cái que kem nè mọi người. Sọt vô cái trứng làm kem trứng. Đi hồi nãy giờ không có cây nào mà thấy được chứ. Vô lấy mấy chiếc đũa làm mấy cái que luôn. Vô tủ lạnh mình lấy trứng ra mình làm kem trứng nha mọi người. Rồi. Không có trứng gà, còn trứng vịt không à? Hết trứng gà rồi. Bắt đầu mình đi mua trứng gà đi, trứng vịt này ăn không có ngon bằng trứng gà đâu. Chuẩn bị đi mua trứng gà về làm kem trứng nè. Trứng gà nhiêu chục cô? Trứng gà cái 22 với cái 24. Rồi lấy cái nào ngon? Cái này 22 và 24. Nó sao có vụ khác nhau hai gà? Nhỏ thôi. Vậy hả? À, chị lấy 22 đi. Mà nói chục trứng đi. 22 chục trứng. Đó. Tưởng là nó có cái gì đâu, khác cái giá tiền. Nhỏ vậy thôi. Dạ. 22. Đây. Kéo đây nha. Dạ. Em nghe trứng thiệt luôn á, mình sợ cái thô này dữ lắm. Nhưng mà nó không có bóng người này luôn á. Cái nhà bên đây cũng vậy nè, cũng bỏ hoang nè. Ghê trời, nhiều căn nhà quan như Quỳnh Dao bữa nay đi khám phá đâu, nhiều căn nhà quan như vậy. Rồi, xin mời mọi người vô nhà làm kem trứng ha. Bây giờ Bình Giao vô nhà làm kem trứng ăn nha. Các bạn muốn làm á thì kêu ba mẹ các bạn đi mua làm ăn. Rồi. Xin mời mọi người cùng mình làm kem trứng. Đây, kem trứng là cái máy đây, cái máy làm kem trứng nè. Thì nó chỉ có là cái trứng này thôi, mình đập mình để vô nó sẽ ra một cái que kem. Thì chút tí mình sẽ làm cho mọi người xem. Đây mình ghim điện vô nè. Đó, điện cháy đèn này nha. Rồi bắt đầu. Thì đây là cái cọng chuối, mình quét mỡ, quét dầu. Mình quét dầu mình quét vô đây, trong đây nó có cái gì cái ống kem như đó mọi người. Quét dầu vô đây. Đó, trứng nó lò là vô đó, bắt đầu mình quậy. Quậy cho đều lên. Đó, quậy cho đều lên nè. Đó, nó tại đây nè. Cho nó chín. Rồi mình ghim nóng nè, đèn nè mọi người, lát nó báo qua đèn xanh. Báo qua đèn xanh là nó chín. Rồi mình sẽ làm cho mấy em nhỏ nhà mình. Cái này chín nè, trứng nè. Coi con chín chưa nha. Chín chưa, ý nó gãy nữa nè mọi người. Nó gãy nữa nè. Gãy hoài vậy ba, bá làm không cẩn thận gì hết trơn rồi. Bác làm cây nguyên cây luôn, không có đậy nắp là nó không bị gãy. Qua đèn xanh là chín, để cho chín thiệt chín đi em. Ý, nó nổi lên rồi, nó nổi lên. Cái kem này dài dữ vậy. Đó, nổi lên lợi nè. À, kem trứng đây rất là ngon. À. Đó, trứng mình bẻ ra mình để vô thôi. Không có pha trộn gia vị gì hết. Nguyên cái trứng thì đập ra để vô thôi, nó sẽ ra được cái kem. Kem trứng nguyên chắc, không có pha trộn với cái gì hết luôn. Đó, mình để vô cái máy này, máy làm kem trứng nè, quậy ra để một lát thì nó sẽ chín, sẽ ra một cái thành một cái que kem nguyên cái trứng luôn, rất là ngon. Cái này là cái nắp đậy nè mọi người, để cho giữ hơi kín rồi mình đậy ở trên thôi thì nó không có bị dính. Đậy trên gì nó không có bị dính, còn đậy sát xuống nó bị dính thì nó gãy. Không có dính vô cái mặt trứng á thì nó không có bị gãy cái trứng, nó sẽ ra nguyên cái que kem dài như thế này, nhìn rất là ngon và rất là đẹp. Ai thích ăn hồng đào thì để cho nó hồng đào, còn ai thích ăn chín thì để cho chín luôn. Còn ai mà thích ăn sống thì đập ra chén húp luôn, rột luôn làm kem. Đây là một cây nè, này là của Tiểu Băng nè, này là của Quỳnh Dao nè, này là của ông Pin nè. Đó, còn hai trứng nữa của Peppy, anh Đức nè, Bi Già nè, đó, Kim Đích Tự nè, có tiếng không? Nó lên nữa nè, nó lên nữa nè, nó lên nữa nè. Thấy không? Nó trào lên nè. Ừ, rồi rồi. Ý, nó trồi lên nữa nè, nó trồi lên nữa nè. Má, sao chị Kim mới ăn? Chị Kim anh Đức đâu có ăn đâu. Nó phì hơn để Kim cái cây vô cho nó xẹp xuống mới được. Đó. Anh Đức ơi, nó phì lên nè, thấy không? Đó. Quá hấp dẫn, quá hấp dẫn. Đó, nó phì lên đó. Rồi, đây được một cây kem trứng nữa nè mọi người. Rất rồi, cái này. Kem trứng gà nguyên chất, không có pha gia vị trên nhau người, không có quậy chung với cái gì hết, không có trộn lộn gì hết. Đây nè, cái trứng quậy ra như sữa vậy, rất là béo nha, nó còn hồng đào nè. Rồi chấm ăn ngay bên rồi cảm nhận coi sao. Chấm muối tiêu đi. Ý tự ơn cớp cho cả tao con nhỏ. Rồi, bây giờ cái gì? Con bóp tay được không? Chơi bóp tay luôn. Rồi, tay sạch không? Đưa tay ra coi. Bây giờ nó quờ con mút đi. Rồi, Quỳnh Dao. Trời, bóp tay luôn hả? Tiểu Băng này. Rồi Quỳnh Dao. Đó, Quỳnh Dao ngon không? Ngon không Dao? Nóng hả? Đây, Peppy này ngon không? Chấm muối tiêu phải không? Ý, cái này muối ớt nè. Này muối tiêu nè. Chết heo nào Dao nhỏ. Dao ngon không? Ngon. Rồi. Đây Peppy nữa nè. Ngon. Chấm muối tiêu nó. Chị ăn trứng nè. Nhìn đây nè, Sela có thèm không? Rồi xin cảm ơn mọi người đã xem hết video. Xin hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh, nhấn vào cái chuông để cập nhật những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Xin cảm ơn.